chào quý vị và các bạn. Trong hôm nay, tại các tỉnh miền Bắc còn chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu, cùng với hoạt động của dòng xiết gió Tây trên cao, nên mưa còn duy trì vài nơi, chủ yếu là mưa phùn và sương mù thì xuất hiện dày đặc vào sáng sớm, gây ảnh hưởng đáng kể đến tình hình giao thông cũng như sức khỏe của người dân trong khu vực. Tuy nhiên, sang ngày mai, dòng xiết gió Tây trên cao suy yếu dần nên mưa tiếp tục giảm, trời hứng nắng và tiết trời ấm dần lên. Một vài nơi thuộc khu vực Tây Bắc còn có nền nhiệt tăng mạnh. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình. Sang đến ngày mai, mưa tại Trung Bộ cũng đã giảm và chỉ còn duy trì vài nơi, nền nhiệt trên toàn khu vực cũng tăng dần. Các tỉnh miền Nam có mưa nhỏ ở vùng ven biển. Thưa quý vị, Tây Ninh là một tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ với địa hình phong phú, vừa có rừng núi, lại có đồng bằng, cùng với hai con sông lớn chảy qua là sông Vàm Cỏ Đông và sông Sài Gòn, đã tạo nên những phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ với núi non, đồng bằng và nhiều phong cảnh đẹp hấp dẫn du khách đến du lịch. Bên cạnh đó, nơi đây còn có 240 km đường biên giới giáp với Campuchia, là cửa ngõ quan trọng ở phía Tây Nam của Tổ quốc, cùng với nhiều di tích lịch sử, căn cứ cách mạng miền Nam tạo nên một ưu thế du lịch khá hoàn chỉnh. Và một địa danh nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ và thu hút khá nhiều du khách khắp nơi đổ về, đó chính là núi Bà Đen, có độ cao khoảng 986 km, cùng với nhiều truyền thuyết nổi tiếng. Đặc biệt khi đến với địa danh này, du khách đặc biệt là những bạn trẻ sẽ rất thích thú khi chơi máng trượt. Đây là loại hình du ngoạn lần đầu tiên được giới thiệu ở Việt Nam và được xem như là một sản phẩm du lịch độc đáo đối với các du khách khi đặt chân đến ngọn núi xinh đẹp này. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi thời tiết của các vùng du lịch khác trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù dày đặc, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời rét. Tại Điện Biên, nhiệt độ thấp nhất là 18 độ, cao nhất là 28 độ, với độ ẩm khoảng 70%. Tại Sapa, nhiệt độ dao động từ 12 cho đến 20 độ, với độ ẩm khoảng 100%. Còn ở Tam Đảo, nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 18 độ, với độ ẩm khoảng 100%. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, thời tiết có mưa vài nơi, chủ yếu là mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng và đêm trời rét. Tại Hà Giang, nhiệt độ thấp nhất là 17 độ, cao nhất là 21 độ, với độ ẩm khoảng 90%. Tại Hạ Long, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 cho đến 26 độ, với độ ẩm khoảng 85%. Còn ở thành phố Hải Phòng, nhiệt độ ngày đêm phổ biến từ 20 cho đến 26 độ, với độ ẩm khoảng 100%. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió nhẹ. Tại Sầm Sơn có mưa nhỏ và trời rét, nhiệt độ thấp nhất là 21 độ, cao nhất là 22 độ, với độ ẩm khoảng 100%. Tại khu du lịch Phong Nha Kẻ Bàng, mưa và rét về đêm, nhiệt độ dao động từ 22 đến 25 độ, với độ ẩm khoảng 90%. Còn ở thành phố Huế, mưa nhỏ và lạnh, nhiệt độ phổ biến từ 22 đến 29 độ, với độ ẩm là 80%. Thời tiết khu vực Nam Trung Bộ ngày mai có khá thuận lợi cho du lịch. Tại Đà Nẵng trời không mưa và se lạnh, nhiệt độ ngày đêm phổ biến từ 23 đến 29 độ, với độ ẩm khoảng 80%. Phố cổ Hội An có mưa nhỏ và trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất là 22 độ, cao nhất là 28 độ, độ ẩm là 75%. Còn ở khu du lịch Cáp Treo Bà Nà có mưa phùn và sương mù trời rét, nhiệt độ chỉ từ 15 đến 21 độ, với độ ẩm khoảng 75%. Thời tiết từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận nhiều mây, có mưa và chủ yếu là những cơn mưa nhỏ, có nơi còn có mưa rào và dông. Tại Nha Trang, nhiệt độ thấp nhất là 25 độ, cao nhất là 30 độ, với độ ẩm khoảng 85%. Ở Mũi Né, trời không mưa, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ. Thành phố Vũng Tàu có mưa, nhiệt độ thấp nhất là 25 độ, cao nhất là 32 độ, với độ ẩm khoảng 60%. Vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa nhỏ ở vài nơi với gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Tại Pleiku, nhiệt độ dao động từ 19 đến 30 độ, với độ ẩm khoảng 55%. Thành phố Buôn Mê Thuột, nhiệt độ phổ biến từ 20 đến 28 độ, độ ẩm là 75%. Còn ở thành phố Đà Lạt, nhiệt độ chỉ từ 15 đến 24 độ, độ ẩm là 80%. Thời tiết Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng nhẹ, đêm không mưa, chiều tối mai sẽ có mưa vài nơi ở khu vực ven biển. Tại Tây Ninh, nhiệt độ thấp nhất là 24 độ, cao nhất là 33 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trời không mưa, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 32 độ, với độ ẩm là 50%. Còn ở khu du lịch rừng U Minh có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ, với độ ẩm là 70%. Thời tiết biển có mưa và dông, trong cơn dông cần đề phòng gió rất mạnh nên không thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt của tàu thuyền. Bên cạnh đó, các hoạt động du lịch biển đảo cũng không mấy thuận lợi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!